Chân dài Việt 40 tuổi không ngại mặc váy ngắn, body nóng bỏng vượt xa đàn em trở lại hoạt động showbiz trong vai trò huấn luyện viên. Chân dài đình đám một thời khiến ba người phải trầm trồ. The Face Việt Nam 2022 trở lại với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ. Thế nhưng, trong ngày đầu tiên ghi hình vòng casting, các huấn luyện viên khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì trang phục độc đáo. Một trong số đó phải kể tới siêu mẫu Anh Thư. Ở tuổi 40, cô vẫn duy trì được thân hình chuẩn từng cm, không ngại mặc đồ ngắn. Chiếc váy ngắn quá mức của Anh Thư khiến nhiều người liên tưởng tới trang phục nhảy disco. Phía trong của trang phục được thiết kế theo form bodysuit màu nude tiệp với màu da. Bên ngoài trang phục được đính kết những hạt sequins, đính đá hay những đường gân tua rua tăng thêm hiệu ứng khi cô chuyển động. Trang phục của Anh Thư gây tranh cãi nhưng nhiều người lại đánh giá cao vì nó tôn dáng và đủ ấn tượng cho lần tái xuất của siêu mẫu. Được biết, người đứng sau tạo hình này của cô là stylist Nguyễn Đức Thạnh. Dù váy ngắn nhưng vẫn an toàn và không hề hớ hênh khi đứng, ngồi hay di chuyển chính là những gì mà ekip đã tính toán một cách cụ thể. Trang phục thứ hai của Anh Thư là thiết kế jumpsuit chất liệu da bóng. Hiệu ứng từ chất liệu da khiến cơ thể cô thêm phần ma mị, quyến rũ. Để thể hiện sự chịu chơi, Anh Thư không ngại bế trên tay một chú lợn nhỏ. Dù cách làm không mới nhưng siêu mẫu vẫn tạo nên sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Lần đầu tiên trở thành huấn luyện viên của The Face Việt Nam, Anh Thư dường như đang thể hiện sự quyết tâm và đầu tư về mặt hình ảnh. Ở ẩn quá lâu, lần tái xuất này của chân dài 40 tuổi chiêu đãi người hâm mộ bằng những hình ảnh độc đáo, không đụng hàng. Nói về chuyện mặc gợi cảm ở tuổi 40, Anh Thư cho rằng trong thời trang, không có giới hạn nào cho tuổi tác. Do đó, nữ siêu mẫu không ngại làm mới mình và cho mọi người thấy nguồn năng lượng tích cực mà cô muốn truyền tải. Hơn nữa, sau nhiều năm chăm lo cho gia đình nhỏ, cô quyết tâm trở lại showbiz để thỏa mãn niềm đam mê. Giữ gìn sắc vóc là một trong những điều Thư cũng cảm thấy tự hào về bản thân mình. Đó chính là việc tập cho mình một thói quen tập luyện thể thao đều đặn, có một phong cách sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng và lắng nghe, yêu thương bản thân, Anh Thư từng chia sẻ.